Hi, xin chào tất cả các bạn. Và đầu tiên cho phép HD Radio chúng tôi gửi tới quý khách hàng một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay chúng tôi đã giới thiệu với các bạn một dòng sản phẩm nữa cực kỳ ấn tượng và cực kỳ chất lượng. Đó chính là đầu micro không dây Apollo Audio B5. Như các bạn đã thấy thì nếu như các bạn muốn hát hay hơn trong phòng karaoke của gia đình cũng như là hộ kinh doanh thì điều đầu tiên đó chính là tay mic của các bạn phải hay, chất tiếng phải tốt. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mic cao cấp không dây, đó chính là Apollo Audio B5. Và bây giờ tôi sẽ hướng máy quay lên sát hơn để các bạn có thể trải nghiệm một cách thực tế nhất. Xin mời các bạn cùng hướng lên màn hình. Và đây sẽ là sản phẩm của các bạn, đó chính là dòng sản phẩm Apollo Audio B5. Và bây giờ tôi sẽ mở ra để cho các bạn thấy bên trong nó có những phụ kiện gì đi kèm. Như các bạn đã thấy thì mở dòng sản phẩm này ra thì nó đã có một lớp xốp để bảo vệ ở trên khi các bạn mang đi. Đây chính là đầu thu để các bạn có thể dò sóng và bắt tay mic của sóng. Các bạn có thể thấy rõ. Thì tôi sẽ quay chi tiết hơn để các bạn có thể thấy được đường nét cũng như là dòng sản phẩm này nó đẹp đến đâu. Và đây là tay mic nhá. Các bạn nhìn này, rất là ok luôn. Apollo P5 có màu kiểu màu vàng, vàng nghệ ấy. Rất là đẹp, sang trọng. Đây sẽ là dây nguồn được bỏ vào trong một cái hộp. Dây nguồn, dây màu da cam này chính là dây 6 ly để các bạn có thể cắm từ đầu phát của mic xuống âm ly. Và dòng sản phẩm này sẽ có hai dâu anten để các bạn có thể bắt sóng một cách tốt hơn. Đây, hai dâu anten nó bỏ vào hai túi lông khác nhau. Và đây là cái chụp mic để bảo vệ mic ở ngoài khi các bạn đặt lên bàn hoặc các bạn có thể làm rơi chẳng hạn, thì cái này nó sẽ bảo vệ không làm móc méo mic chẳng hạn. Và đi kèm với dòng sản phẩm này thì bên nhà sản xuất thì cũng có để một bộ ghim vào đây. Và bây giờ thì tôi sẽ quay chi tiết hơn để các bạn thấy rõ hơn dòng sản phẩm này nhé. Micro không dây Apollo P5 là sản phẩm thế hệ mới nhất do hãng âm thanh nổi tiếng Apollo Audio mới tung ra thị trường. Micro không dây Apollo P5 được sản xuất trong quy trình khép kín, dây chuyền công nghệ hiện đại với khâu kiểm tra nghiêm ngặt đã cho ra sản phẩm chuẩn quốc tế micro không dây Apollo P5, được trang bị một lớp sơn phủ nano chống bám vân tay, không trơn trượt khi có mồ hôi và chống chảy xước cực tốt. Chụp mic được làm bằng hợp kim chống rỉ, giúp cho việc phục vụ trong môi trường quán karaoke phù hợp hơn, nơi không gian thường xuyên ẩm ướt. Đặc điểm nổi bật của dòng sản phẩm micro karaoke Apollo P5: tự động ngắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hát nữa hoặc đặt xuống bảng, chuyển sang chế độ tiết kiệm pin sau 5 phút và tắt toàn bộ sau 15 phút. Củ micro dùng cho karaoke có độ nhạy cao, dễ bắt mic, dễ hát, hét to gần, micro không bị vỡ tiếng, búp sóng rộng, do đó không đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng cầm mic cực kỳ tốt. Tính năng tự dò sóng sạch và sóng phù hợp, tránh tình trạng nhiễu sóng, rớt sóng. Micro Apollo P5 có hệ thống cắt díu dít tự động và 5 bức cắt díu dít bằng tay và do đó tương thích với bất kỳ loại loa nào trên âm ly nào. Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu xong với các bạn dòng sản phẩm micro không dây cao cấp của Audio Apollo P5. Và nếu như các bạn quan tâm, còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay sản phẩm này qua số hotline 0917 000 914 để được tư vấn và đặt mua hàng trực tiếp, hoặc các bạn có thể qua showroom 77B Đại Cầu Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tại đây chúng tôi có phòng demo để các bạn có thể trải nghiệm những dòng sản phẩm này một cách chân thực nhất, và một đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn tìm những sản phẩm ưng ý nhất cho gia đình mình. Và trang web của chúng tôi hdradio.com.vn, các bạn nhớ nhé, hdradio.com.vn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Xin chào.